Đây. Đi vô đây là mình sẽ đi vô cái đường sương mù với lại lưng ngựa. Đi qua hướng bên đây là sẽ đi lên chùa Hang Mai, đỉnh La Bàn với lại đỉnh Tam Yêu. Đây cái nấm đen nè mọi người, đẹp quá trời nè. Đúng rồi, chỗ đó cái lan đó, kế bên có một cái hòn đá to quá trời đây nè. Hôm nay mình đi mình lại thấy một cái cây nấm khác nữa nè, một loại nấm lòng màu vàng. Đi đường bên kia, đi bên kia kìa. Không được, lên không được trơn, đá đá trơn. Đây mình mới đi cái mình thấy con suối, thích lắm mọi người. Ha. Đó đó đó, đó mọi người thấy không? Đó con cái suối đó, đó đó đó. Ồ, đây, đây, thấy con cá suối nè. Suối nó lên. Ừ, mới thấy con cá bự khổng lồ dữ luôn. Cá suối. Mấy con luôn. Cá suối quá trời kìa. Ồ. Cực kỳ cao ráo luôn. Dốc đảo ở đây. Nè, một dốc kìa khủng khiếp cho mọi người. Ôi. Lên. Quá trời, đã quá nè mọi người. Rồi cái này.
cái nấm đen là tên là nấm gì ha? Nhưng mà thấy nó màu đen thì mình kêu nó bằng nấm đen thôi. Hay hắc nấm. Đấy, hắc nấm. Té lăn cù nèo ơi. Này đốt cháy đâu dấu nào đâu. Lạnh quá cũng cháy cái bộ. Ha, như trái tim ha. Ồ, dễ thương ha. Rồi. Nhớ kìa. Thông báo vợ là đã phát hiện rau càng cua. Nhớ rừng kìa. Vô đây, vô đây. Vô đây. Nhớ rừng kìa. Đúng rồi. Nhưng mà chưa có chín. Trời ơi. Em ướt được thấy rồi chưa? Đây vợ. Rau càng cua. À. Đó.
quá khổng lồ luôn anh. Anh nắng này vô đi ngồi mau no lắm. Ừ. Nắng lắm. Đừng bỏ nha, để dành năm. Đổ cái nước đi hết rồi. Đổ cháo lặn chồng. Đổ lên cháo lặn. Thấy không? Đều có nấm mọc trên cây rồi. Chảo gì để cho cực. Đúng rồi. Đúng không? Xuống ngay cái chùa ở Tây Phương nha mấy anh. Ở đây có bán quá trời. Ừ, ok mua. Rồi với mua chai đi. Hết đá rồi với em làm. Bị nhiều quen đi nãy giờ quá đuối rồi. Ừ. Bây giờ chắc. Mấy mấy chị tập thể dục với anh Thương á, đầu anh Thương ưa mua với em uống nè. Dạ. Giống hồi nãy anh mua nhỏ rồi. Cái bình nhỏ chị cũng ăn y mùi giống vậy. Y hệt luôn. Em ngâm mà em cứ căng đàng hoàng, căng đường, căng nho liều lượng đàng hoàng. Nho này đường đảm bảo nha. Ông bu đầy hết. Ông quay luôn rồi. Quá trời đã ha. Cô bán nho tên gì? Em tên Tươi. Dạ, chị bán nho tên Tươi ở chùa Tây Phương nha mọi người. Quá ngon nè. Chị Thông mua cho chị chơi. Bây giờ hả, chiếc ra cũng vậy à. Thôi mua đoạn bình đi. Nhưng mà chị bỏ cái bọc nào rồi kính kính giùm em nha. Nữa chứ bình nào mới. Cái trái chị nhai giòn giòn không? Vậy hả? Nghĩa là mình về mình dằm trái vô chung được luôn. Mình khỏi dằm, ý là mình gót ra cái có 1 2 trái cái mình nhai thôi. Uống đi ngon lắm luôn con. Nay bữa nay chắc khỉ nó ra tới đây luôn rồi. Này nó ra tới mười ngã ba này luôn. Để đợi ăn trung thu đó. Dám lắm ạ. Nói cho kỹ con. Đi chùa, đi núi mà bắt ốc núi người ta ăn nó ngon.
đẹp quá trời. Đây có mực cho anh Hiếu nè. Quay sẵn. Kìa. Có phái ăn nó lắm nó giận. Nát hộp bỏ xuống đi. Rồi có nó dính mà. Nó tiết ra nó dính vô đó mà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ kết thúc cuộc hành trình tại đây. Sài Gòn đi gần xin cảm ơn anh chị em. Quá đuối, hôm nay là một ngày quá đuối. Quá đuối.